chương trình tặng thưởng NTD khi mở tài khoản Casio trên Wallet. Trong 3 ngày duy nhất từ 20 giờ ngày 2 tháng 7 đến 20 giờ ngày 5 tháng 7, với mỗi tài khoản Casio trên Wallet được mở thành công, quý khách hàng sẽ nhận được phần thưởng NTD token tương ứng với cấp độ tài khoản tại VNDC Wallet Pro. Cách thức tham gia. Bước 1. Đăng ký tài khoản Casio trên Wallet. Bước 2. Gửi một CAI vào ví được cung cấp bên dưới để đăng ký tham gia. Lưu ý, quý khách chỉ gửi CAI vào ví này. Việc gửi các loại tiền và token khác vào các ví không được thông báo trên các trang chính thức của VNDC có thể khiến bạn mất tiền và token mà không thể khôi phục. Bước 3. Điền đầy đủ thông tin theo form đăng ký. Cơ cấu giải thưởng. Tương ứng với cấp độ tài khoản tại VNDC Wallet Pro, người dùng được tặng thưởng như sau. Người dùng thường, 1 NTD token. Broker, Partner và Regional Partner, 2 NTD token. Country Partner, 3 NTD token. Lưu ý, giải thưởng trên chỉ được áp dụng cho những người chơi hoàn thành đủ 3 bước và sớm nhất. Số lượng quà tặng có hạn trong thời gian chương trình diễn ra, từ 20 giờ ngày 2 tháng 7 đến 20 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2021. Các phần thưởng bằng NTD token sẽ được chuyển trực tiếp vào ví Casio trên Wallet của người chơi đạt đủ điều kiện và có điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Người chơi sẽ bị tước quyền tham gia nếu ban tổ chức phát hiện bất cứ trường hợp gian lận nào. Tham gia ngay và nhận những phần thưởng vô cùng giá trị từ Casio trên Wallet. Cách đăng ký tài khoản và mẫu đăng ký mình để dưới phần mô tả. Xin cảm ơn.